Nào ta tiếp tục nào. Đây là ta làm phần 1 này. Rồi. Ba ba một, ba ba hai, phần hai này. Thế bây giờ ta viết phần controller cho nó đúng không? Thế phần controller thì chúng ta sẽ vào đây ta tạo một cái file mới này. Đây các em nhìn đến đây, các em tạo một cái file ở đây. Bạn ghi là new class này, ghi là PR3 controller. Ở đây bạn ghi ra một cái thuộc tính tên là controller vào đây. Ok. Nào, tiếp theo ở đây ta sẽ định nghĩa một cái hàm đúng nhỉ? Có thể ghi là a còng này request, nó import vào hơi lâu, mapping đúng không? Ok. Request mapping ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái là value đúng nhá, bằng một cái tập hợp đúng nhá. Như thế này. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ, nếu mà gọi đến đây nó cũng gọi thư mục gốc này đúng không, hoặc là gọi đến đây, ví dụ bạn gọi đến cái hello đi. Ok. Và ta định nghĩa là public như nhỉ, bạn có thể ghi là model and view nhỉ, bạn main page đúng không, và trong này bạn sẽ truyền vào đây một cái là model. Model này. Được chưa? Model. Rồi ok. Ở đây cho gọi một cái là request param chẳng hạn đúng không? Chúng ta có thể dùng là request. Request param này. Bạn sẽ mở cái ngoặc này ra để bạn thực hiện. Như vậy cái param ở đây thì nó phải có tên và có yêu cầu. Đúng nhỉ? Thì ở đây bạn có yêu cầu gì không? Ví dụ như là, và bạn sẽ ghi đây là string này. Ví dụ như bạn sẽ ghi một cái param tên là name chẳng hạn nhỉ. Ok, nhưng mà trong request param này chúng ta phải định nghĩa nó tên là gì đấy. Như vậy trong cái request param này thì chúng ta sẽ có một cái tên là name, ví dụ như name đi hay là value đi, value đúng không, value thì bằng name nhỉ. Phải can thông tiếp default value bạn có thể ghi bằng ua chẳng hạn. Phải căn thông tiếp này và require ta ghi là for nếu như không yêu cầu nha. Rồi đó, như vậy đó là cái request gì, request param đúng không nhỉ, request param. Và bây giờ ta sẽ có model chấm attribute. Ở chỗ này bạn phải model and view đúng không, chúng ta sẽ có chấm s này attribute nhỉ. Cái này đây thì sẽ có hai thuộc tính đúng không, thuộc tính thứ nhất là gì, tên của nó là gì, name, thuộc tính thứ hai là gì, là name. Ok, bây giờ return thì ta sẽ có new của model gì and view, và bạn truyền một cái tên vào đây là gì, hello đấy, ví dụ thế. Thì nó sẽ gọi đến như vậy, bạn gọi đến cái đường, bạn gọi đến cái này hoặc gọi đến hello thì nó gì, nó đều trả về một cái view tên là gì, là hello view này đúng nhỉ. Nào bây giờ ta chạy thử xem tình hình như nào. Và net này, Spring Boot này, ta ngồi ta chờ xem là nó chạy đâu. Đây các bạn nhìn đây, nếu nó hiển thị như này là ok rồi. Bây giờ ta ngồi ta chạy thôi, ta gõ này localhost 2.8080 enter nhỉ. Đấy, lỗi, như vậy lỗi, nó lỗi thì chứng tỏ là chúng ta còn đây nó thiếu những cái này. Như vậy bạn phải xem phần cái phần cấu hình ta đủ chưa. Như vậy ở đây chắc chắn là nó sẽ lỗi phần form này, do ta chưa cấu hình hết đúng không. Vậy ta copy này, cái phần dependency này này, bạn copy easy cái dòng này như thế này. Dependency. Đây, copy cái này, dependency thứ nhất, copy vào đây. Đúng không? Ok. Nhưng mà thay vì Spring Boot thì ta gì? Spring Boot Starter ghi là gì? Tomcat. Đúng nhá.
Đấy, Tomcat. Đã sử dụng Tomcat rồi thì lại phải có một cái dependency nữa. Đúng chưa? Thì ở đây ta sẽ có này org này chấm apache nhỉ, chấm nhỉ, Tomcat chấm gì, embed yeah, embed. Thì tương tự như thế đúng không, ta sẽ có Tomcat nhỉ, Tomcat này gạch ngang embed nhỉ, gạch ngang gì, Jasper. Đấy thì cấu hình thêm hai cái này nhỉ, Tomcat gắn embed này, Jasper nhá, thì là để ra cấu hình cái Apache Tomcat thôi mà đúng không. Nào bây giờ ta chạy thử xem như thế nào, tắt này đi, run net này, rồi ok, bây giờ ta lên đây ta gõ localhost nhỉ, enter. Đấy, nó gọi gì, hello world đúng không. Nếu bạn ghi là hello thì nó cũng gọi là gì, về hello world. Nếu bạn gọi hello hỏi chấm name bằng Nguyễn Văn An thì nó là hello gì, Nguyễn Văn An nhỉ, name bằng các bạn này nha, thì nó báo là hello gì, hello các bạn, đúng chưa nhỉ. Như vậy đây là chúng ta đã thực hiện việc gọi một cái file JSP từ Spring Boot nhé. Để trong trường hợp các bạn là có thể dùng những cái file Spring Boot, những file JSP từ khi các bạn viết nhỉ. Ok, như vậy mình đã xong cái phần này nhé.